Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Lê. Chúng ta đến với bài tập số 5 của cái phần A Closer Look To này các bạn nha. Của Unit 1 đó, chúng ta đang tiếp theo các nội dung. Và bây giờ bài tập số 5 này á, thì người ta đề nghị mình làm gì? Bài tập số 5 rất là dễ. Người ta đề nghị mình là nhìn vào cái email, cái thư điện tử phía dưới đây. Đây, thư điện tử dưới đây. Mà bạn Minh Đức đã viết cho một người bạn mới của ta. Một người bạn mới, nhưng người bạn này là qua thư từ mà làm quen được này các bạn này. Pen friend là những người bạn do viết thư từ mà làm quen đó các bạn, tin nhắn làm quen đó. Ok. Rồi, mình đọc. Đó, mình đọc nha, mình đọc hết lá thư này. Rồi sau đó người ta có bài tập cho mình. Đây. Người ta có bài tập cho mình nè. Bài tập A là có 6 cái lỗi ngữ pháp. Có 6 nè, cái lỗi ngữ pháp trong cái lá thư của anh ta. Và bạn có thể tìm và sửa những cái lỗi đó không? Ok, đó là bài tập nhất. Và bài tập thứ hai chúng ta sẽ trả lời hai câu này. Trả lời các câu hỏi, có hai câu hỏi này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 6. Bài tập số 6 tương tự bài tập số 5 thôi, nhưng chúng ta sẽ sửa hoàn thiện rồi chúng ta mới viết. Rồi, và thì bây giờ thầy sẽ giúp các bạn sửa các lỗi, 6 lỗi này. Cái lỗi thứ nhất này, thầy in ra cho các bạn luôn rồi này nha. Đây, cái lỗi thứ nhất này các bạn, chữ like mà viết thành liền với chữ do là không được, mà phải là like to do hoặc là like doing. Like to do hoặc là like doing. Đây, trong trường hợp này các bạn nhìn ra nha. Hi, xin chào, tên của tôi là Đức. Tên của tôi là Đức, bạn khỏe không? Đây là những gì tôi thích làm trong thời gian rảnh của tôi. Đây, cái chỗ sai này các bạn, thầy in đậm lên các bạn nhìn thấy nha. Đây, cái chỗ sai này. Đó, cái chỗ này. Trước đó phải là gì? Phải là hoặc là to do hoặc là doing luôn. Đó, sai chữ này nha. Chứ các bạn nhớ, các mình sửa tới đây các bạn hiểu rồi gì đúng không nào? Hoặc là các bạn biết là like to do. Like to do. Hoặc là các bạn biết là like doing. Đó, ok. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lỗi sai thứ hai là enjoy. Enjoy do. Thì các bạn phải biết là enjoy doing. Đó, phải sửa lại thành này. Đây là sửa này. Còn đây lỗi này. Enjoy do là phải sửa thành là enjoy doing. Đây. Đây. Đây là những gì tôi thích làm trong thời gian của tôi. Tôi thường chơi game hoặc xem TV, hoặc tôi đi ra công viên và chơi bóng đá với những người bạn của tôi. Tôi thích. Đây, cái chỗ này các bạn thấy chưa? Đó, cái chỗ đó là cái lỗi số 2. Enjoy do là sai. Đây này. Enjoy do là chúng ta phải sửa là enjoy doing. Đó, đó cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba, don't like have, là các bạn phải sửa là don't like to have hoặc là don't like having. Đây, các bạn nhìn ra nha. Thỉnh thoảng tôi giúp mẹ bố mẹ tôi. Thỉnh thoảng này tôi cũng giúp bố mẹ tôi. Nếu tôi có bài tập về nhà, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó trước tiên, trước khi tôi làm bất cứ cái gì khác. Nhưng tôi không thích. Đây, I don't like. Tôi không thích có cái gì đây. Các bạn thấy chưa? I don't like have là sai này. Các bạn thấy chưa? Đây là cái lỗi số 3. Đó, các bạn thấy cái chỗ mình viết ra cho các bạn chưa? I don't like have. Thì các bạn phải sửa thành là I don't like to have hoặc là don't like having. Có nghĩa là tôi không thích có rất nhiều bài tập đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, cái lỗi tiếp theo, don't mind to do, là phải trở thành là don't mind doing. Đó, đây là cái lỗi, thì phải sửa thành là doing các bạn nha, không được to do nha. Đó, mind. Đó, phải trở thành doing. Đây, I don't mind. Đó, to do là sai nha. Don't mind doing, phải sửa thành doing. Tôi không bận tâm cái việc làm bài tập về nhà. Nhưng sao các bạn? But I hate spend. Tiếp tục, đây là lỗi số 5. Không được nguyên mẫu spend này, mà phải là spend in này, các bạn này chưa? Đây, hate spend sai này, phải biến thành là hate. Không, cái chỗ này không được true các bạn ạ. Bởi vì từ spend này không có hai trường hợp đâu các bạn nha. Từ spend này là chỉ có một thôi. Spend này không có true nha. Thầy xin lỗi các bạn nha. Chỗ này bỏ đây. Bỏ đây. Chỉ là hate spending. Hate spending thôi nha các bạn nha. Đây, tôi rất ghét cái việc làm sao trải qua cả buổi tối vào cái việc làm bài tập đó các bạn. Ok. Và cái lỗi cuối cùng này, love it out.
Đây, cái lỗi cuối cùng, love it out, là phải biến là love to eat out hoặc là love it in out các bạn nha. Đây, vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tôi thích ăn bên ngoài với gia đình của tôi. Đó các bạn thấy chưa, I love it này nè, là sai nha. Đó, đây là lỗi thứ sáu. 1 2 3 4 5 6 nha các bạn. I love it là phải biến thành là I love to eat out các bạn nha. I love it out là phải biến là love to eat out hoặc là love eating out. Đó, ok. Tôi ăn ngồi với gia đình của tôi đúng không nào? Thức ăn thì thật là tuyệt vời. Đó, đồ ăn thật là tuyệt vời. À, còn bạn thì sao? What about you? Bạn thì sao? Rồi, chào thân ái, tốt nhất mình Đức, Đức đó các bạn. Rồi như vậy là đây là cái lá thư người ta viết sai 6 lỗi ngữ pháp, và việc của chúng ta là đã sửa lại 6 cái lỗi ngữ pháp này rồi. Ok các bạn ha. Rồi, như vậy là bài tập A này chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ sang bài tập B này. Bài tập B này người ta đề nghị mình làm gì nào? Đây, bài tập B là người ta đề nghị mình là trả lời hai câu hỏi. Có bao nhiêu hoạt động mà bạn Minh Đức đã đề cập trong cái lá thư của người ta? Đây, thầy in ra cho các bạn luôn. Có 7 cái hoạt động mà bạn Minh Đức đã đề cập này. Bạn anh ta đã đề cập đến 7 cái hoạt động nha. Bây giờ mình viết cho các bạn các hoạt động này. Hoạt động thứ nhất là chơi game. Hoạt động thứ hai là xem TV. Hoạt động thứ ba là đi ra công viên. Thứ tư, chơi bóng đá. Thứ năm là giúp đỡ bố mẹ anh ta. Thứ sáu là làm bài tập về nhà. Thứ bảy là ăn bên ngoài với gia đình. Đó, các bạn thấy chưa? 7 cái hoạt động. Ok. Rồi, câu số 2. Hai hoạt động nào mà bạn nghĩ rằng là anh ta thích nhất? Quá dễ các bạn. Thầy đã làm, mình vừa dịch xong các bạn rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần viết ra thế này. Đây, anh ấy đi ra công viên và chơi bóng đá với bạn anh ta. Anh ta đi ra ngoài với gia đình vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đó, đi ra ngoài chơi bóng đá với bạn bè anh ta và ăn bên ngoài với gia đình vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Đó là hai hoạt động mà anh ta thích nhất. Thầy ấy là nhỏ lại các bạn dễ nhìn thấy. Đó, ok các bạn nha. Đó, đó là hai cái hoạt động anh ta thích nhất này. Ok, thì trong bài các bạn thấy rất rõ nè. Đó, đó. Thích nhất là cái động từ cao cấp nhất của nó các bạn. Đấy, đi ra ngoài là enjoy. Đây các bạn. Đó rồi, đi ra ngoài chơi bóng đá nào. Đây, đây, tôi thường chơi là thích rồi, quá thường chơi là quá thích rồi đúng không các bạn, thích nhất là chơi, không phải, đây, tôi đi ra công viên mà chơi bóng đá với bạn bè tôi này, đó, và thường xuyên đó, đúng rồi, và cái việc đi ăn ngoài với bố mẹ này, đây, đây, love này, đó các bạn thấy chưa, ra ngoài ăn chơi với ăn ngồi với gia đình này, đó là hai cái việc thích nhất. Rồi như vậy là cái bài tập A và bài tập B của cái bài tập số 5 thì chúng ta chỉ có thích vài bài thôi chứ không có gì khó cả các bạn nha. Rồi vậy thì chúng ta còn để thầy nói thêm tại sao mà thầy chọn được hai cái hoạt động này. Để thầy nói thêm là vì sao thầy chọn được hai cái hoạt động là đi chơi bóng đá ra ngồi chơi với bạn bè ở công viên bóng đá với bạn bè này, với đi ăn với bố mẹ vào ngày ra ngồi ăn vào ngày cuối tuần này, vì sao thầy chọn được? Là bởi vì thầy căn cứ vào cái cấp độ của sở thích mà trong cái bài tập trước thầy nói cho các bạn trong các video trước á, cao nhất là adore này các bạn thấy chưa, sau đó là love, rồi sau đó là like các bạn thấy chưa, adore, love, like các bạn thấy chưa, rồi enjoy ngang nhau, enjoy, fancy ngang nhau các bạn thấy chưa. Vậy thì cái cấp độ này á, hai chữ này ngang nhau và cái này cao hơn, love cao hơn, adore cao nhất. Vậy thì các bạn nhìn chỗ đây này, đây nha, đây like ở cấp độ cao là đúng rồi, like trong đó có cái việc đi chơi bóng đá và mình nó nằm trong like này thấy chưa, và xuống dưới nữa là enjoy ngang cấp với like bạn thấy chưa. Rồi enjoy tiếp tục dưới này, đây love là cao nhất, đi ra ngoài ăn với bố mẹ ngoài cuối tuần là cao nhất, cao hơn cái việc đang chơi bóng đá với bạn bè luôn đó. Thì cái này là cái việc chơi bóng đá với bạn bè nó chỉ sau cái ra ngoài chơi ăn với bố mẹ vào ngày cuối tuần thôi các bạn thấy chưa. Thầy chọn thầy có cơ sở hết á. Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta sang bài tập số 6. Bài tập số 6 thì thực ra trên kế thừa bài tập số 5 các bạn ạ. Bài tập số 6 thầy chỉ hướng dẫn các bạn viết này. Đây, viết một cái email tương tự. Đó, email tương tự này. Đương nhiên cái chỗ này nó có 6 lỗi sai mình đã sửa cho các bạn rồi. Thì bây giờ mình viết một email tương tự cho đúng nha, chứ không viết sai đâu. Để nói với bạn của bạn về cái thời gian rảnh của bạn.
sử dụng những động từ sở thích này cộng với gerund hoặc là cộng với động từ sở thích cộng với to infinity cộng với động từ nguyên mẫu đó, thì thầy nói rất nhiều chỗ này rồi thì các bạn viết thôi, dễ thôi đúng không? Rồi sau đó các bạn kiểm tra những cái lỗi của chúng ta nhé các bạn nha. Nhớ các bạn là lỗi, các bạn viết một cái bài đúng đi, một cái bài đúng rồi sau đó các bạn cho sai một vài từ rồi kiểm tra những cái lỗi đúng không? Chúng ta có nghĩa là mình gửi cho bạn đúng không, gửi cho bạn mình một đối tác mình để đối tác mình kiểm tra cái lỗi người phát cho mình đó, nó giống như dạng như thế này này các bạn thấy chưa. Rồi thì các bạn viết y như thế này thôi chứ không khó, các bạn chỉ cần thay tên tuổi thôi, địa chỉ thôi, môn thôi, ví dụ xem tivi thì là nghe nhạc chẳng hạn, listening to music chẳng hạn, thế chơi bóng đá thì chơi bóng chuyền vân vân, các bạn thay thế, các bạn thích thay thế thay thế, còn không các bạn viết y như thế này cũng được, nhưng các bạn có thể thay thế một vài chỗ, ví dụ chỗ này này go, ví dụ I go to the park thì các bạn go này các bạn viết thêm in chẳng hạn để bạn mình tìm cái lỗi sai để bạn mình sửa lại đúng không nào? Đó tùy các bạn viết giống như này là các bài tập số 6 nó dễ thôi, cho nên thầy không cần viết ra cho các bạn nữa, các bạn cứ thế mà các bạn làm ha. Đó còn không các bạn viết y như thế này cũng được, các bạn thay thế các môn thể thao vào nhau được rồi đó các bạn nha. Còn nếu bạn nào viết không được nó thì cũng hết sức thông cảm thôi, các bạn cứ viết y như cái này cho thầy rồi nhờ bạn của mình sửa. À bởi vì sao? À, mình viết y như cái lỗi này thì không nên, bởi vì người ta có nhiều lỗi này, các bạn có thể thêm vài lỗi nữa. Ví dụ mình vừa nói này, có thể thêm in vào cái chỗ này, đúng không? Các bạn có thể chỗ này try in chỗ này cũng được. Đó các bạn nhé. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái phần closer look to này cũng đã xong rồi. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo nhá. Rồi, chào các bạn.